Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột. Cho đến nay, Hồ Ngọc Hà đã trải qua hai lần sinh nở lần lượt vào năm 2010 và năm 2021. Hiện tại nữ ca sĩ đang trải qua cuộc sống mẹ bỉm bên cạnh hai nhóc tỷ song sinh là Lisa và Leon. Trong quá trình chăm sóc các con, bên cạnh nhận được sự quan tâm của bạn bè, người thân, cô còn đặc biệt được mẹ ruột ra sức chăm sóc, cưng chiều. Mới đây Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân về mẹ. Cụ thể Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một hình ảnh có nội dung: bà ngoại là người đôi lúc gánh vác nhiệm vụ làm mẹ đến hai lần. Lần thứ nhất là cho con, lần thứ hai là cho cháu. Cứ như vậy một đời tần tảo trôi qua bằng tất cả sự hy sinh và tình thương cho con cháu. Sau đó nữ ca sĩ không giấu khỏi sự tự hào và hạnh phúc khi nói về mẹ ruột: mẹ tôi đó, mà không cho chăm thì biết tay. Ở trên mạng xã hội, mẹ Hồ Ngọc Hà khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh con cháu. Trong mỗi dịp lễ, nữ ca sĩ đều chủ động đưa chồng và các con gặp gỡ và quây quần cùng đại gia đình. Ngoài ra khi đi công tác hoặc đi du lịch ở nước ngoài, Hồ Ngọc Hà cũng sẽ đưa mẹ ruột đi theo cùng. Nhờ sự chăm bẵm, yêu thương của mẹ dành cho các nhóc tỷ nên người đẹp có thể dành thời gian tập trung làm việc và vun vén tổ ấm. Bà Ngọc Hương không giấu khỏi sự hạnh phúc khi gặp con gái và cháu trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Không chỉ giúp đỡ Hồ Ngọc Hà chăm sóc các con, trong những dịp đặc biệt của con gái về công việc bà cũng có mặt. Nhờ có mẹ luôn đồng hành trong cuộc sống đời tư, Hồ Ngọc Hà vô cùng tự tin khi theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật song song hoạt động kinh doanh.